Đây. Review sàm thăng 19 MC Gaming đúng không? Cái kênh review sàm này tôi nhớ là tôi xem từ cái đợt từ cái đợt mà nó mới ra được hai video cơ. Mấy cái video đầu là về nhà đi con à? Hay là cái gì ấy nhỉ? Tôi không nhớ, NTN hay là gì đấy. Cảm ơn Khoa Vũ nha các bạn nhiều. Tôi xem từ cái đợt đấy và tôi bảo là kênh này mà nếu như cứ làm theo đúng cái phong cách này thì nó sẽ phát triển tốt đấy. Và bây giờ cũng 219.000 người đăng ký rồi này. Được của nó đấy. Cái clip này thì trước tôi cũng có đoán trước rồi. Tại vì trước bạn làm ở kênh review sàm này, bạn có donate, bạn ấy hỏi là anh em làm clip về anh được không. Bảo được, cứ làm thoải mái thôi, có làm sao đâu. Cảm ơn Đông Sinh Trai nhá các bạn nhiều. Đó, xem thử. Và hôm nay tôi thấy rồi nhưng mà tôi cũng chưa kịp xem. Tôi để buổi tối tôi xem. Trung VIP Boy Pro Player chất chơi người rơi người nhện người sắt. Đi con mẹ vãi lồn của tên ạ. Cảm ơn em nhá. Video không phải là clip đít nhau nhưng có nội dung 18 cộng, khán giả cân nhắc trước khi xem. Video chỉ mang mục đích giải trí, không có ý định xúc phạm bất kỳ ai. Ừ, đít mẹ chắc nó chửi mình như chó. Cả bằng vùng đất. Đít mẹ sao tiếng to thế nhở? Rồi, nó nhỏ nhỏ đi một tí đấy. Bằng vùng đất của bánh khảo, cơm lam và những người không thích lằng nhằng, đến với một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất trong cộng đồng giải trí online. Địt mẹ sao lại khuôn mặt địt mẹ có ảnh hưởng nhất trong làng giải trí online? Đúng mẹ, tôi chỉ là thằng địt mẹ researcher nhỏ bé thôi mà, bé nhỏ thôi mà. Đến với một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất trong cộng đồng giải trí online, mang lại tiếng cười và sự thoải mái cho đông đảo người hâm mộ. NT MC Gaming. Gặp Độ Mì Xì, anh em sinh đôi của Phan Đình Tùng, người sở hữu giọng hát trời phú. Five little monkey jumping on the bed, one fell off and bumped his head. Mà lại còn biết chúc mừng cảm sinh Lộc nhật. Nha, chúc mừng sinh nhật nobody. Chúc mừng sinh nhật em nha. Chúc mừng sinh nhật em nha. Chúc bạn Thanh Danh sinh nhật vui vẻ nha. Các ông thấy không? Như hai giọt nước. Anh là một người rất tín với lời nói của mình, cho đến khi không như thế nữa. Từ nay tôi sẽ không uống rượu nữa. Ừ rồi, hôm nay anh sang xét anh nhậu với em luôn. Ừ, được rồi. Tuần sau anh qua Mỹ nhậu với em luôn. Tôi sẽ làm cái offline hoành tráng đi phải nhất trái đất cho các ông. Hay là thôi đéo làm nữa nhở. Tôi là một trong những streamer và nó vô cùng lịch sự. Và tôi rất là ghét cái mấy cái chuyện, câu chuyện cứt đái các thứ. Bây giờ thì mình đang ỉa thử nhà vệ sinh của Hiếu Lợn đó. Về mặt pháp lý, Độ Mì Xì được biết đến với cái tên Phùng Thành Độ. Nhưng như hành tung của chị ông nâu, tên thật của anh vẫn rất bí ẩn. Anh em trong group gọi anh là Hí Thành Độ. Hí anh em. Hí anh em. Hí anh em. Địt con mẹ. Anh em. Nghe cay vãi lồn. Cho anh cái tên Hứa Thành Độ. Mình hứa là mình làm. Dân tày đã nói là không lầy. Mình hứa với các bạn là nốt ngày mai nữa thôi, là cả tháng này mình sẽ đéo họp một buổi nào nữa. Hứa Thành Độ. Kênh chat thì bảo anh là Tạ Thành Độ. Ui địt con mẹ. Địt con mẹ cho mày. Địt con mẹ nhà mày nó lại nằm ở đây rồi. Tôi chắc bảo là tao tạ ấy. Địt con mẹ buồn vãi luôn. Viện Hàn Lâm gọi anh là thần đồng toán học Thành Độ. Mẹ môn giải tích 2 tôi thi lại 6 lần. Có môn nữa là môn hình học không gian tôi thi lại cũng 6 lần. Mấy thằng anti fan thì gọi anh là phèo Thành Độ bởi khả năng combat bằng mồm thượng thừa. Địt mẹ mày. Giang hồ đồn thổi người duy nhất có thể battle rap thắng Độ Mì Xì là Độ Mì Xì. Địt con mẹ Độ Mì Xì. Địt mẹ Độ Mì Xì. Độ Mì Xì. Địt mẹ với Độ Mì Xì này. Mẹ thằng Độ nó cứ lắc đéo nhìn được cái gì cả. Bế tắc, chán nản và thiếu niềm vui. Bạn là anh da đen, còn cuộc đời là anh cảnh sát da trắng thì mọi cách không cho bạn thở. Đã có Mì Xì Gaming, người anh, người chú ai cũng muốn nhưng chưa từng có. Sẵn... Địt mẹ đoạn vừa rồi hơi nhạy cảm ấy nhá. Đoạn vừa rồi là hơi nhạy cảm. Sẵn sàng đưa ra lời khuyên, chia sẻ kinh nghiệm và những kỹ năng sống đầy tính áp dụng thực tiễn như cách rửa chim. Các ông đi đái mà các ông đéo dùng giấy vệ sinh, các ông lau chim đi thì phải để lau bớt mấy cái nước đái nó thừa lại ở đầu chim các ông ấy. Hôi vãi lồn ra. Cách yêu đương. Tại sao chia tay sau con người lại thay đổi nhiều như vậy ạ? Cách yêu đương. Em có đứa bạn mới chia tay người yêu xong nó chán ăn bỏ bê tất cả mọi thứ em khuyên nó như thế nào đi mẹ. Cách yêu đương. Xong rồi một thời gian các bạn sẽ nhận thấy là các bạn bị kiểm soát vãi lồn. Các ông còn muốn người ta chia sẻ cái gì nữa? Một ngày ỉa mấy lần à?
đi vào ngày hôm nay tôi đi ỉa 4 lần cơ ông ạ. Nói về độ mì xì có thể dùng rất nhiều từ ngữ, nhưng đẹp trai chắc chắn là một mỹ từ không thể tả được cái vẻ đẹp thuần túy của anh. Đẹp trai chắc chắn là một cái mỹ từ mà không thể tả được hết cái vẻ đẹp thuần túy của tôi. Thì em vừa nói thế còn gì. Được vãi lồn em ơi. Xuất hiện từ những năm 2017, xây dựng hình tượng với mái tóc khá bá bảnh, thời trang quần đùi ba lỗ thương hiệu, chàng trai người Tây thu hút khán giả bằng khả năng ăn nói lưu loát mỗi khi bật stream. Khi tôi bật live stream lên ấy thì địt mẹ tôi đéo biết nói gì cả. Ôi say vãi lồn, địt tôi lại líu vãi lồn. Khán giả bằng những câu chuyện tếu táo, hành văn mộc mạc gần gũi và một cái nách vừa đủ đẹp. Bạn mà nách tôi nó lại gọi là vừa đủ đẹp. Cùng với những tài năng thiên bẩm khác như ngồi mà không cần ghế, kéo quần rất cao, có bộ râu chất chơi người rơi. Địt mẹ như quả râu nó có chất chơi người rơi không? Biết rửa chim từ bé. Từ hồi bé là tôi đã biết địt mẹ rửa chim rồi không? Không chỉ có tài năng xuất chúng, streamer người Tây còn sở hữu vốn ngoại ngữ cực khủng với khả năng sử dụng thành thạo 4 ngoại ngữ gồm tiếng chim, chim. Đây đây đây, tiếng khỉ. Hey. 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 Ôi. Ê. 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 Tiếng gì đó mà không ai biết. Đắm chìm vào thế giới trò chơi trong những content nghiêm minh cùng độ mì xì, nơi anh và đồng đội vượt qua vô vàn thử thách của nhà sản xuất, chạm trán những mối hiểm nguy, thách thức khả năng trí tuệ, tinh thần đồng đội và tình đoàn kết. Uầy, địt mẹ có cá sấu lăn vãi lộn. Nếu phiêu lưu không phải sở thích của bạn, đến với ao làng FIFA mỗi thứ bảy hàng tuần, giải đấu kỹ năng là phụ, cả khịa là chính, nơi lối đá cực sáng và tư duy chiến thuật đỉnh cao đưa Phùng Thanh Độ tới đỉnh vinh quang với các danh hiệu ông vua về nhì. Trận đấu đã khép lại và rất đáng nhiệt tình cho Mixing Gaming. Phải chia tay rồi. Địt mẹ lại phải cất cúp đi rồi. Chúa tể của những chiếc xà. Ramos. Này dốc bóng sao mình sút này đúng không? Ôi địt có không anh sút đây này. Đi. Ui màu cam mà đâu anh. Lồn thật. Hoàng tử khán đài B. Mang khô gà lên khán đài ngồi ăn thoải mái bạn ạ. Không ai bảo gì bạn cả. Anh bom mùa đông bảo anh đội lên ngồi với. Khán đài tao ngồi với các em. Anh đội đội lên đây đây tí đây. Em mình ra đá chân trách 34. Mọi người đến với MC Gaming không chỉ để xem game hay giao lưu, mà để xem một tính cách, một hình tượng. Bạn là cô em sexy trên điệu nhạc chất, còn độ MC là chiếc xúc xích 88% làm từ thịt, giải tỏa cơn đói tinh thần, đánh tan những căng thẳng, phiền muộn bằng sự chân thành, hài hước, dí dỏm và một bờ môi sexy thực sự. Bờ môi ấy mà môi đã khiến anh luôn yêu lấy, nhìn từng giây nhẹ nhàng buồn lắm. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi máy bay, muốn thu hút hàng trăm nghìn người mỗi lần livestream thì cần có anh em hỗ trợ. Đồng hành cùng MC Gaming trong những buổi livestream là những hảo bằng hữu luôn bị dùng làm tốt thí hoặc xui dại như Quang Ngọc Trinh, một người không nên ở bên Mỹ lúc này. Mẹ mày ra mày vừa đen vừa dai. Đấy, lấy đi. Rambo, vận động viên cử tạ số 1 cao lãnh, nhím, chắc chắn không bê đề. Mẹ mày, mày làm thế chúng bảo mày dây đấy. Mai Nam Tiến, hay còn được biết đến là Mai Văn Vở. Bật YouTube mỗi 22:30 mỗi thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần và 23:00 trên Nimo TV mỗi chủ nhật nếu không có gì thay đổi. Để đón xem Phùng Thanh Độ, một người không ăn ớt nhưng lúc nào cũng rất cay. Cay vãi lồn. Ít con mẹ cay vãi lồn. Cay vãi lồn. Cay vãi lồn. Cay thế nhở. Cay thế. Thủ lĩnh của một bộ tộc đồng và hùng hãn nhất nhì không gian mạng và là người cuối cùng bạn muốn bật lên khi đang ngồi cạnh bố mẹ. Đít mẹ nhà mày để mà sưởi ấm cho cả tất. À đít mẹ nhà mày để mà sưởi ấm cho cả cái phòng khi đông đến thì bọn tao mỗi ngày phải đốt cho hàng hòm nến mới đủ. Nếu không có thời gian mỗi tối, tận hưởng những content đa dạng khác trên kênh YouTube của MC Gaming như MC Vlog, nơi độ MC dành phần lớn thời gian nói uầy. 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 MC Reaction, nơi xem acid bị gọi là con lợn. Trông giống lợn nhai cám. Đúng là vị giác của con lợn. Đúng con lợn. Thịt mẹ khác lồn con lợn thổi lửa. Mẹ mà con lợn ngu này. Ủa con lợn anh quốc. Ra xã hội nằm ăn bận trải, kiếm miếng cơm chu cấp cho gia đình không hề đơn giản. Đằng sau mỗi buổi stream là những cố gắng, nỗ lực là mới bản thân. Livestream đều đặn để chiều lòng khán giả, định hướng người xem có quan điểm tích cực và đúng đắn hơn về cuộc sống. Thế mà vẫn có mấy thằng bảo chê. Cút con mẹ mày khỏi kênh bố mày đi. Cút. Ơ thôi anh, khi bị chửi thì làm nào? Lịch sự, bình tĩnh, tạo nên sự quý tộc. Hợp con nhà bà Lý với sự tham gia của X cộng thực sự. Vô lý thực sự. Được thực sự. Cay cú thực sự. Cú thực sự. Đẹp đỉnh thực sự. Tin thực sự. Cào thực sự. Hiện đại thực sự. Nè. 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 Nè.
Và anh ấy đã đưa bóng bằng một pha can thiệp rất tốt. Nè. Một hai, nè. Đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ. Nè. 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 Bạn nè. Nè. Độ ta không độ tẩy. Đầu gấu người tẩy. Ui. 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 Đị mì sổ. Địt mẹ nẫu ruột vãi lồn. Đéo phải địt mẹ mà ông này làm cái clip tổng hợp xong rồi mình mới để ý thấy là địt mẹ vãi lồn, có nhiều câu nói xong mình nói đi nói lại nhiều vãi lồn thế nhở, kiểu nó bị quen mồm ấy địt mẹ. Rồi, like cho phát. Tôi thì không subscribe kênh nào. Cảm ơn Review Sam nhá. Cảm ơn Review Sam đã làm clip về anh. Tôi thì có xem kênh Review Sam, xem nhiều và hầu hết hình như clip nào tôi cũng có xem thì phải. Nhưng mà clip về tôi thì tôi xem tôi vẫn thấy vui. Nó có cái gì hay hay của nó. Không, ông này chắc là cũng xem mình đấy. Thì ông này cũng phải xem, ông này cũng phải đi mà tổng hợp nhiều vãi lồn ra thì ông mới có thể đi mà viết lên cái kịch bản với cả làm quả video nghe nó hấp dẫn vãi lồn đấy. Cảm ơn Nam nhé, các bạn nhiều. Bao giờ offline á? Cuối năm em, lịch mình chốt rồi là không bao giờ nó thay đổi. Cứ cuối năm thôi. Cứ dịch nó đi mẹ mày hết một cái là anh em mình làm quả offline kiểu tưng bừng. Tôi đi bảo rồi mà, quả này làm là chắc chắn làm, tôi hứa các bạn mấy năm rồi. Địt mẹ cái đợt offline cũ mình làm từ năm 2017 đến bây giờ là 3 năm con mẹ rồi mà còn chưa làm được. Tại vì các ông biết không, tôi là tôi tính toán hết rồi, là tình hình là tôi bây giờ cũng tuổi già sức yếu rồi, nói thật các bạn, bây giờ là lưng đau này, chân đau này, dạ dày có vấn đề này, nhan sắc tàn phai, mặt nhiều nốt chân chim này, là bắt đầu tôi có dấu hiệu tuổi già và tôi đang thấy là tôi không thể theo được cái nghề này nữa rồi. Cho nên là năm nay tôi cũng cố gắng địt mẹ một chút sức lực tàn của tôi để làm một cái offline, coi như là tri ân các bạn, cũng như là tôi tính toán xem là có phải một lời chia tay luôn không, để tôi lui về đằng sau. Thứ nhất là tôi mở công ty để đào tạo các em nhỏ, quản lý mấy em trong team Refund. Thứ hai nữa là tôi kinh doanh nhỏ lẻ một cái, quản lý mấy hàng sữa chua của mẹ tôi. Tiếp theo nữa là tôi loanh quanh tôi chỉ làm mấy cái vlog thôi, chứ còn đi mẹ hôm đéo là tôi cũng lên tôi ngồi từ 10 giờ tối cho đến tầm 4-5 giờ sáng thì chết người. Nhưng mà nếu như các bạn ủng hộ thì làm được, mình vẫn công hiến được thì mình làm thôi, có cái gì đâu. Chứ dạo này lên live stream đi mẹ mà toàn nghe chửi, đéo đâu. Chơi game giải đố thì kêu là địt mẹ mày, anh IQ thấp, anh ngu vãi lồn ra, anh cứ ngồi chơi mấy game giải đố làm cái đéo gì, bọn em xem ức chế. Cay vãi lồn ra. Thế các ông thích không? Tôi lên YouTube tôi xem con mẹ trước hết, xong đến lúc xây tôi cứ xây một mạch thế thôi. Thế là tôi thành người thông minh vãi lồn. Nhưng mà tôi đéo thích, địt mẹ mà chơi kiểu nó phải mẹ mới xanh chín. Nhưng mà không, dạo này tôi yếu lắm. Mâu con cặc gì địt mẹ từ mồm thằng Piu ra, cứ mi si mâu. Tôi mở hàng sữa chua. Trời ơi. Mở hàng sữa chua nho nhỏ của mẹ tôi thôi. Xong rồi tôi sẽ ra tôi quản lý với cả là tôi định mở một cái, vợ tôi đang muốn mở trà chanh hoặc là quán cà phê. Thì đấy, mở một quán cà phê nho nhỏ nữa để thỉnh thoảng tôi với hội bạn ra đấy ngồi, ngồi đập bánh chày với cả là anh Chip hơn anh 3 tuổi vẫn cống hiến hết mình mà anh. Chip khác đi mẹ, Chip khỏe vãi lồn nha các bạn. Tôi đi mẹ già yếu mẹ rồi, tôi hai con rồi, một vợ rồi, chăm mẹ già nữa. Quang nói là anh mua trung tâm thương mại á? Không, đi mẹ ông bị điên à? Không, ngày xưa là vợ chồng tôi tính là, cảm ơn Huầy nhá, cảm ơn bạn nhiều. Ngày xưa vợ chồng tôi tính là mua cái nhà ở mặt phố Thái Hà, nó là 21 tỷ rưỡi. Thì hôm đấy sau đợt đấy vợ chồng tôi cũng đi vận động vốn của bên nội bên ngoại, nhưng mà đéo ai tham gia cả. Thế là thôi các bạn, đi mẹ, tại vì vợ chồng tôi có sẵn 12 triệu rồi thì vận động nốt cho đủ 21 tỷ rưỡi cho tôi. Nhưng mà đéo ai cho mày vay, đéo ai đầu tư. Thế là thôi, đi mẹ bỏ ý định đấy rồi các bạn. Làm sao để nhanh chóng quên đi một người đã từng yêu rất sâu đậm ạ? Ui, cái đấy dễ mà. Sau lần một thôi, lần hai dễ lắm. Tại sao những cái thằng mà địt mẹ mày yêu say đắm một người, luôn chạy theo một người con gái, về sau đều trở thành những thằng bad boy? Tại vì người ta đã quen với cái cảm giác bị tổn thương rồi, người ta chai sạn trái tim rồi. Nên là những lần sau dù có bị bỏ hay dù bị chia tay, người ta đéo cảm giác gì nữa em. Bình thường vậy luôn. Bây giờ em vượt qua cảm giác này đi, xong rồi lần sau đéo giờ em gặp lại cảm giác này luôn. Mỗi người chỉ có một lần sâu đậm trong đời và một lần bị tổn thương sâu sắc thôi. Còn mấy lần sau là tổn thương vu vơ, địt mẹ vết sẹo ngoài da em ạ. Nhá. Khổ. Suốt ngày địt mẹ mày yêu đương các kiểu. Kiếm tiền đi. Trời ơi.
Cảm ơn Tấn Phát nhá. Đi mẹ lo bản thân mình còn chưa xong, cứ đi lo chuyện yêu đương nhăng nhít vớ vẩn. Cái nhà mới tôi á, nhà mới tôi thì dự kiến là giữa tháng 6 này là xong này. Nhưng mà giữa tháng 6 này thì tôi đang nhiều việc quá, nên là tôi không biết được khi nào tôi mới chuyển. Khi nào tôi chuyển thì tôi sẽ báo các bạn là tôi sẽ nghỉ khoảng 3 ngày nhá các bạn. Nghỉ 3 ngày là tôi còn sắp xếp lại phòng này, xong rồi tôi chuyển hết máy móc các thứ để sang setup lại này, xong rồi còn mạng mẽo các thứ này. Đau đầu lắm các ông ạ. Rồi là còn quay vlog với ở dựng vlog cho các ông nữa. Thì tôi tính là quay vlog phải mất khoảng 2 ngày và tôi dựng thêm khoảng 2 ngày nữa, chắc là tôi nghỉ khoảng 4 ngày đi. Cho nó chuẩn đi, để tôi muốn là đến khi mà tôi qua nhà mới rồi với góc stream mới rồi thì tôi sẽ có một cái clip kiểu nó bùng lổ một tí, các ông hiểu không? Từ đầu á tôi còn định ủ mưu tôi làm như này cơ. Tôi quay một cái đoạn stream như này đúng không? Tôi đang ngồi nói chuyện này, xong rồi tôi làm một cái hiệu ứng fake donate lên. Xong rồi tôi giả vờ tôi sàm lồn với các bạn, xong rồi là tôi sẽ chiếu vlog. Đấy, chiếu vlog xong rồi tôi sẽ đến lúc chuyển màn hình ra tôi sẽ sang nhà mới. Từ đầu tôi định là như thế. Nhưng mà tôi lỡ mồm tôi nói con mẹ ra cho các bạn rồi nên là thôi tôi sẽ đéo làm thế nữa. Không, thực ra là tại vì tôi ngồi tôi nghĩ tôi thấy làm thế mất thời gian vãi lồn nên là thôi tôi đéo làm, là tôi già rồi tôi bị lười các bạn. Tại sao con gái không thích con trai tốt ạ? Ủa, em phải tự trả lời câu hỏi đấy chứ sao em lại hỏi anh? Anh là một thằng con trai ngồi xổm chim chạm đất mà, anh có phải con gái đâu mà anh biết được cảm giác của phụ nữ như thế nào. Nhưng mà yêu nhau ấy, đi mẹ lúc nào cũng phải giữ một cái giới hạn, hiểu không? Đi mẹ mà buồn cười một cái là cứ đứa nào gây tổn thương sâu sắc cho mình thì mình lại yêu đứa đấy nhiều vãi lồn. Ừ, cái trò đời nó buồn cười vãi lồn thế. Anh kể về một lần mà anh dạy gái á. Đi mẹ như tôi đéo lần nào dạy gái tại vì tính của tôi nhát lắm. Nhưng mà tôi bị lần một lần tôi bị quê thì đéo nào ấy. Ngày xưa cái hồi mà tôi còn chơi Zalo thì tôi có quen một bạn gái, thì bạn gái đấy ở Tham City. Thì mẹ hôm đấy, đợt đấy là tôi còn làm văn phòng, tôi đi con Future Nail. Thì mẹ bây giờ còn ai đi con Future Nail không nhỉ? Thì mẹ tôi đi một phát từ phố Vọng tôi ra Tham City tôi đón bạn đấy. Ui, thì mẹ vừa gặp cái ấn tượng đầu tiên các ông biết là gì không? Cao vãi lồn, thì mẹ mà cao hơn tôi phải hơn một cái đầu. Thì mẹ lại có đóng thức quả cao gót rồi nữa chứ. Đố mang ngại vãi lồn ra. Ngồi cái xe tôi sắp bổng càng ấy cả. Thì mẹ bảo đi đâu bây giờ em? Mình, anh đi qua chỗ Minh Khai đón thêm bạn em nữa đi, xong rồi đi chung với nhau. Địt mẹ qua Minh Khai đón thêm con bạn này chắc đi mà mình ngại sao. Địt mẹ con bạn này còn cao hơn cả con bé đấy nữa cơ. Ủa ôi, địt mẹ sao chúng nó rủ tôi lên trên phố cổ ăn mực với cả uống bia. Thể tôi đi sau hai đứa con gái tôi ngại vãi lồn ấy. Như kiểu địt mẹ mình lít nhít đi sau ấy. Giống như kiểu địt mẹ mình siêu mẫu và quản lý. Ngại vãi cả lồn đấy, lần đấy tôi bị quê vãi lồn. Nhưng mà hai bạn ấy cũng vui, cũng biết ý vãi lồn. Tôi sợ đi chơi với cả con gái mà địt mẹ mình kiểu chi ly tính toán vãi lồn lắm. Quang Cuốn vừa bảo đợ tộc 2 ra để xin làm bản Vina House ạ. Ui địt mẹ mày, thằng ấy nó đánh nhạc thì vãi lồn ạ. Hôm trước vừa mới qua nhà xe me chơi. Địt mẹ mày, em Quang sang em cầm theo quả laptop sang em đánh nhạc. Địt con mẹ vãi lồn, tất cả mọi người chạy hết khỏi phòng khách. Cảm ơn Phan Moon nhá, cảm ơn bạn nhiều. Dạo này là nó đang bị địt mẹ mày nghiện làm DJ đấy. Nó bảo là em thích cái cảm giác là địt mẹ em được điều khiển cuộc chơi lắm anh ạ. Ừ thế em điều khiển cho mọi người xem đi, địt mẹ điều khiển lúc mọi người chạy mất tiêu luôn. Ngoài đời anh trắng thực sự không? Ngoài đời tôi bình thường, ngoài đời tôi hơi đen. Các bạn xem mấy cái clip ở trên mạng hay là mấy cái clip mà tôi làm vlog thì các bạn sẽ biết ngoài đời trông tôi hơi bị đen đen, với cả nhiều bạn bị sai lầm về cái chiều cao của tôi, hiểu không? Các bạn nghĩ là ngoài đời tôi cao to lắm không? Ngoài đời tôi lùn lắm, tôi cao 1m69,5 mà. Không phải mà là ngày xưa tôi cao 1m69,5 nhưng mà dần dần là tôi bị lùn xuống. Đi mẹ, sau này các ông già các ông sẽ hiểu, nó sẽ bị lùn xuống mà. Tôi có thằng bạn, à tôi có ông bạn, đi mẹ tên là Lê Đức Anh. Sinh năm 86. Địt mẹ ngày xưa cao 1m7 cơ mà. Địt mẹ bây giờ lùn xuống còn 1m6 cơ không? Đấy. Mà năm nay có bao nhiêu? 33 hay là 34 tuổi ấy. Mà tôi bây giờ năm nay 31 tuổi tôi bị lùn đi 3 phân rồi. Đấy là chuyện bình thường. Sau này nhá, các ông chơi những cái môn thể thao nào mà nó kích thích chiều cao ấy. Ví dụ như là bóng rổ hay là bơi lội hay là cầu lông, cầu lá, các cạc gì đấy. Đá phò, đá phủng gì đấy thì nó mới tăng chiều cao được. Chứ các ông đừng đi tập địt mẹ mà tập tạ hay là tập thể hình như tôi. Địt mẹ mới nó bị lùn đi các ông ạ. Lùn thật, đéo đùa. Ngày xưa có mấy cái quần ấy mặc đẹp vãi lồn, bây giờ mặc toàn bị địt mẹ mày chùn gối xuống trông xấu vãi lồn. Không phải đi dưới chim, bạn tôi thôi, không phải đi chim. Địt mẹ công đoán linh tinh. Nhưng mà đúng mà, khoa học người ta chứng minh được không? Càng về già là các ông sẽ bị càng lùn đi đấy. Xương nó sẽ không phát triển nữa, sau đó nó bị kiểu ép vào dần đấy. À không, bạn tôi tên Đức Anh, đi dưới chip là khác. Đi bạn vãi lồn. Giá bộ máy tính của anh thời điểm bây giờ là bao nhiêu ạ? Anh cũng không biết nữa, nhưng mà anh nghĩ là chắc là nó rơi khoảng 12-13 triệu, khoảng đấy. Thực ra là mấy cái nước niếc cái kiểu các bạn xem đằng sau này là nó là kiểu màu mè thôi. Lúc tôi lắp là tôi yêu cầu của anh là đi mẹ em không có tiền làm tản nhiệt nước đâu, nhưng mà anh lắp cho em cái tanh là cái đi mẹ ống đựng nước kìa, sau đấy làm cái bơm bên dưới nó cứ thổi thế thôi, đi mẹ trông giống cái bể cá để kiểu lòe người xem ấy. Người ta nghĩ là tôi lắp tản nhiệt nước nhưng mà không các bạn.
Không, nói thật các bạn là ngày xưa cái cây này nếu như mà tính ra, tôi không tính đồ tài trợ nhá, tại vì cái cây tôi được tài trợ khá là nhiều. Nhưng mà nếu như mà không tính đồ tài trợ ấy, thì cái cây này nó rơi vào đâu đấy khoảng 160 triệu ở cái thời điểm lắp. Còn bây giờ hôm trước tôi vừa mới đi quay cái cây máy tính ở bên có xe họ tặng tôi ấy, thì tôi mới hỏi lại một số thiết bị giá giết các thứ, thì tại bề bận quá không để ý đồ chơi máy tính được nhiều. Thì tôi ngồi tôi tính lại cây này của tôi thì giá bây giờ nó chắc rơi đâu đấy khoảng còn khoảng 70 triệu, khoảng đấy, 70-80 triệu. Nó không nó chơi đồ công nghệ thế mà sụt giá nhanh lắm. Các bạn nhìn cái iPhone xem, bây giờ nhìn bạn các bạn cầm mấy cái iPhone không? Ngày xưa thì mẹ cái iPhone 4, iPhone 5 thì mẹ toàn mười mấy triệu, bây giờ bán đi toàn 1,5 triệu, 2 triệu ạ. Vãi lồn. Tôi có cái XS Max đâu nhỉ? Đi bạn đang sạc ở bên ngoài rồi. Các bạn nhớ đợt năm trước tôi đi Quy Nhơn chơi không? Cái XS Max của tôi nhá, đây cũng kinh nghiệm cho luôn cho các bạn nào mà đang dùng những cái điện thoại chống nước nhá, mà của hãng khác tôi không biết, nhưng mà tôi đang nói của iPhone nhá. Cái khả năng chống nước của iPhone ấy, đi mẹ nó có tác dụng rất tốt trong một năm đầu tiên. Nhưng mà đến khi các bạn sử dụng được một năm rồi, những cái gioăng cao su bắt đầu nó có dấu hiệu bị mòn hay là nó có dấu hiệu bị hở ấy, là lúc đấy là ăn lồn các bạn. Địt mẹ tôi cầm cái máy ra bể bơi, tôi quay thằng con tôi, con ơi lặn đi con ơi, lặn con mẹ mày xuống, quay con ở dưới nước các kiểu. Địt mẹ quay được đúng 2 đúp, sập con mẹ máy luôn. Về nhà tháo ra rỉ hết luôn nước muối mà các bạn. Thế là thôi vứt mẹ luôn cái máy. Đem ra ngoài sửa, nó bảo là anh bán xác không? Bán xác được bao tiền? 6 triệu. Ui vãi cả lồn, máy anh mua địt mẹ gần 30 triệu, bán xác được có 6 triệu à? Thế sửa ấy bao nhiêu tiền? Nó bảo là thay màn hình này, thay mạch này, thay các thứ hết đâu rồi khoảng 12 triệu. Thế là mình nghĩ là thôi địt mẹ mày thay con mẹ về đi, xong rồi dùng. Ít mẹ thay về dùng chập cha chập chờn, lại hỏng con mẹ luôn cả cái FaceTime, hỏng luôn cả cái Face ID. Địt mẹ thế là thôi, bây giờ cái máy vứt không này, vứt không cho thằng Tùng nó trên tử. Bán đi thì lỗ, địt mẹ bán đi thì tiếc. Mà dùng thì địt mẹ nó chập cha chập chờn, khổ vãi lộn ra.